Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Trần Quốc Vượng. Một chuyên gia về chính trị Việt Nam dự đoán Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thôi nhiệm vụ tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021. Và ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu chức Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, đã là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản từ khóa 11 năm 2011. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Nhà quan sát lâu năm về Việt Nam, tiến sĩ Abusa đã nói với đài BBC tại London rằng tôi không nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa vì ông vừa rồi đã có thời gian ốm và lại đã một lần được miễn tuổi. Vào năm 2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho một trường hợp đặc biệt quá tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng ở lại làm Tổng Bí thư. Và vị tiến sĩ Abusa, ông đang là giáo sư tại National War Collection, Washington DC. National War Collection thành lập vào năm 1946, hiện là một trường đại học quốc phòng tổ chức đào tạo đại học cao cấp bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Mục đích của National War Collection là đào tạo người cho quân lực, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có trách nhiệm về chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Abusa dự đoán ông Trần Quốc Vượng nhiều khả năng nhất để trở thành Tổng Bí thư sau ông Trọng. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đã là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và hiện là Thường trực Ban Bí thư. Mới đây, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Hồng Diên đã tiết lộ Bộ Chính trị khóa 13 sắp tới sẽ có khoảng 17-19 người. Trong Bộ Chính trị khóa 12 hiện thời có 19 ghế, tuy thực tế chỉ có 16 người do các vấn đề về sức khỏe, qua đời và kỷ luật. Tiến sĩ Abusa nhận xét, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải mới đây bị cảnh cáo, cho nên có lẽ ông Hải sẽ khó tái cử. Ngoài ra, Bộ Chính trị hiện có 7 người đang từ 66 tuổi tới 76 tuổi, và có lẽ đa số nhóm này sẽ nghỉ hưu. Như thế, ông Abusa dự đoán Bộ Chính trị khóa 13 có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại, mở đường cho các gương mặt mới. Nhưng số người mới bầu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản không bao giờ nhiều hơn số thành viên cũ. Và vì vậy, rất có thể một hoặc nhiều hơn nữa trong số các thành viên của Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại, trong đó có ông Trần Quốc Vượng, hiện đã 67 tuổi. Ông Abusa nhận xét. Đây là hình ảnh Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng. Tiến sĩ Abusa không cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trở thành Tổng Bí thư, mặc dù hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Ông Trần Quốc Vượng đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng, dù đó là các cuộc điều tra chính đáng hay có động cơ chính trị để làm im lặng các đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông nói tiếp, tôi đoán ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều ảnh hưởng để chọn thành phần Bộ Chính trị khóa mới, nhất là khi ông ấy kết thúc nhiệm kỳ với uy tín rất cao nhờ kinh tế và thắng lợi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đảng phải giữ vai trò chủ đạo. Đó là trả lời phỏng vấn của đài BBC tại London. Tiến sĩ Abusa cũng chân thành chia sẻ rằng ông đã từng dự đoán sai về kết quả Hội nghị Đại hội 12 năm 2016. Tôi đã suy nghĩ nhiều vì sao mình dự đoán sai vào năm 2016. Khi đó, tôi không nghĩ là ông Trọng sẽ tái đắc cử vượt qua Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Theo tôi, điều ông Trọng làm tại Đại hội 12 là tái khẳng định uy quyền của Đảng. Khi ấy, tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa đang đặt nhiều quyền quyết định hơn vào tay giới kỹ trị và quan chức. Và điều đó làm ông Trọng lo ngại vì ông muốn Đảng phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi quyết định. Tiến sĩ Abusa cho rằng yếu tố này cũng sẽ giúp ông Trần Quốc Vượng trở thành Tổng Bí thư. Ông Vượng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 cho tới năm 2011, rồi giữ Chánh văn phòng Trung ương Đảng tháng 7 năm 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Và năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, ông Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Tiến sĩ Abusa nói tiếp, ông Trần Quốc Vượng cả sự nghiệp làm trong bộ máy của Đảng. Ở ông Vượng, ông Trọng nhìn ra đấy là đồng minh. Vậy nếu ông ấy được bầu, sẽ có nghĩa là gì cho Việt Nam? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và câu trả lời ngắn gọn là sự tiếp nối trong chính sách. Trước đó, nhiều nhà quan sát cũng chung nhận định ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư sắp tới. Mới đây, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp,
đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói trong một bài phân tích rằng quan trọng hơn nếu xét về chiến dịch chống tham nhũng cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Trọng và việc đảng nhấn mạnh nhiệm vụ chống tham nhũng, rất có khả năng ông Trọng muốn người kế vị sẽ tiếp tục duy trì di sản của mình và tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Trần Quốc Vượng, người từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và trưởng ban kiểm tra Trung ương, có thể được coi là đáp ứng nhiều điều kiện hơn để thay ông Trọng. Với việc ông Trọng đang nắm quyền kiểm soát ở mức cao đối với hoạt động của đảng, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, ông Trọng sẽ là người có tiếng nói quyết định đối với việc lựa chọn người kế nhiệm mình. Như vậy, ứng viên nào được ông hậu thuẫn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn. Tác giả Lê Hồng Hiệp đã nhận định như vậy. Các trang tin đã dẫn lời Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nói vào hôm 27 tháng 5 năm 2020 rằng tinh thần về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa tiếp theo là tỷ lệ mới nhiều hơn, trẻ hơn, cao hơn, nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Thanh niên và báo Tuổi Trẻ, Dân trí và Vietnamnet đã trích lời cho hay nhân sự của Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi. Dưới 50 tuổi chiếm 15-20%, từ 50-60 tuổi chiếm dưới 70% và từ 61 tuổi trở lên chiếm trên dưới 10%. Và số lượng ủy viên Trung ương khóa tới sẽ vẫn như khóa 12, tức là khoảng 1-200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tương tự, con số ủy viên Bộ Chính trị nhiều khả năng sẽ vẫn trong khoảng từ 17-19 ủy viên. Ban Bí thư từ 12-13 ủy viên. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên đã cho biết như vậy. Nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng được quan chức tuyên giáo dẫn lời là một ví dụ nổi bật về trường hợp ngoại lệ, mặc dù quá tuổi trong khóa 12 theo tường thuật của báo chí trong nước. Đặc biệt là người đứng đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, của dân tộc. Đó là Phó trưởng Ban Tuyên giáo đã phát biểu theo trích dẫn trên báo Thanh niên, Tuổi Trẻ, Dân trí và Vietnamnet về ông Nguyễn Phú Trọng. Vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo lưu ý rằng trường hợp đặc biệt cần thiết phải tái cử Trung ương khóa mới mà không nằm trong độ tuổi quy định sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỹ lưỡng và trình để Trung ương quyết định. Đây là hình ảnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương thảo luận về công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Nhận định về những nhân vật có khả năng thay thế chức Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới, nhà bình luận trên Facebook Dương Quốc Chính từ Hà Nội đưa ra bình luận như sau. Nhìn chung, đa số nội dung quy định đều khá mơ hồ, không có công cụ gì để cân đong đo đếm các phẩm chất như có tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, trí công, vô tư, không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi, cương quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ. Tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm, tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để trục lợi. Nói chung là rất nhiều tiêu chí yêu cầu. Nhà bình luận này nói tiếp, thực ra nếu cứ áp dụng những quy định này mà để cho nhân dân đấu tố qua Facebook thì sẽ chả có đồng chí nào đủ tiêu chuẩn làm cán bộ lãnh đạo cả. Tuy nhiên, quy định mới về phẩm chất lãnh đạo có một uy tín cao trong nhân dân. Nhưng nhân dân thì không có cách gì để cho ý kiến với đảng ngoài việc chém gió trên Facebook. Điều này chứng tỏ đảng sẽ hóng phản hồi từ Facebook với uy tín của các đồng chí ứng viên lãnh đạo chủ chốt. Trong tứ trụ có hai vị trí quan trọng nhất là Tổng Bí thư và Thủ tướng, có ảnh hưởng lớn nhất đến vận mệnh quốc gia. Nếu căn cứ theo quy định này, ta thấy có hai khái niệm rất mơ hồ về chức danh Tổng Bí thư. Đó là người kế nhiệm và cán bộ chủ chốt. Cán bộ chủ chốt là mới bổ sung vào quy định mới. Lẽ ra quy định phải có phần giải nghĩa các khái niệm như văn bản pháp quy, nhưng ở đây không có nên phải suy diễn. Người kế nhiệm có thể hiểu là cấp phó thường trực của chức danh lãnh đạo đương nhiệm. Ví dụ với Tổng Bí thư thì người kế nhiệm là thường trực Ban Bí thư. Còn cán bộ chủ chốt có thể tạm hiểu là tam trụ và thường trực Ban Bí thư. Theo nhận định cá nhân của mình thì khả năng cả ba tam trụ cùng nghỉ hưu vào những kỳ tới là chắc. Và chắc chắn Tổng Bí thư thì sẽ nghỉ hưu rồi. Và như vậy khả năng ông Trần Quốc Vượng sẽ là ứng viên duy nhất hoặc sáng giá nhất cho chức vụ Tổng Bí thư, là vừa là cán bộ chủ chốt, vừa là người kế nhiệm và có vẻ như cũng ít điều tiếng với người dân. Chưa thấy bị thế lực thù địch đấu tố trên trang Facebook.
Các ủy viên Bộ Chính trị còn lại thì hầu hết cũng đã từng bị. Đây là hình ảnh một cuộc họp của Bộ Chính trị Việt Nam. Trường hợp cạnh tranh duy nhất với ông Trần Quốc Vượng thì có thể là ông Phúc thì mới đạt tiêu chí cán bộ chủ chốt. Bà Ngân thì không được xét vì là nữ. Nhưng khả năng ông Phúc tiếp tục làm tổng bí thư theo mình là rất ít khả năng do tuổi tác về một con số tiêu chí đã không đạt. Về chức danh thủ tướng có yêu cầu đáng chú ý như sau. Hiểu biết sâu, rộng, điều hành chính sách quốc gia, kinh tế xã hội đất nước, kinh tế chính trị thế giới và hội nhập quốc tế, có khả năng và có năng lực toàn diện về tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan hành chính, nhà nước và hệ thống chính trị. Có vẻ như điều này mở đường cho ông Vương Đình Huệ, vì ông đang phụ trách về kinh tài ở chính phủ và xuất thân là người có kinh nghiệm về quản lý, giám sát kinh tế. Người thứ hai cạnh tranh với ông là Trương Hòa Bình, vì đang là Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, ông xuất thân từ công an và tòa án, nên ông hợp với vị trí Chủ tịch nước hay Tổng Bí thư hơn là Thủ tướng. Nhưng vị trí Tổng Bí thư đã là của ông Vượng rồi, và vị trí này không yêu cầu phải là người có người kế nhiệm, tức là Phó Thủ tướng Thường trực, nên ông Trương Hòa Bình sẽ yếu thế hơn ông Vương Đình Huệ. Và người thứ ba cạnh tranh sát hơn với ông Huệ là ông Nguyễn Văn Bình. Ông này cũng có kinh nghiệm tốt về quản lý, điều hành kinh tế, nhưng xét về mặt quan hệ với ông Trọng và uy tín với nhân dân thì ông Bình yếu thế hơn ông Huệ. Vì sao ông Bình còn yên ổn đến giờ vẫn còn là một câu hỏi. Đây là hình ảnh Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Các chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội thì vô thưởng vô phạt hơn, yêu cầu cũng không khắt khe lắm để có thể khoanh vùng được ngay, nhưng chức danh Chủ tịch nước có nội dung đáng chú ý như sau. Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc gia, hiểu biết sâu sắc về công tác tư pháp. Điều này mở đường cho các ông có xuất thân từ quân đội, công an. Như vậy, ứng viên sáng giá nhất là ông Ngô Xuân Lịch bên quân đội, và ông Tô Lâm bên công an, và ông Trương Hòa Bình bên công an, và Phạm Minh Chính bên công an. Ông Bình sẽ có cửa sáng hơn chút vì vị trí hiện tại đang nhỉnh hơn ba ông kia và có vẻ như ít điều tiếng hơn với nhân dân. Và một ứng viên khác là ông Nguyễn Thiện Nhân thì phẩm chất có vẻ hợp với việc ma chay hiếu hỉ, trao huân chương của Chủ tịch nước, nhưng với tiêu chí bên trên thì không được đáp ứng cho lắm, nhưng khả năng vẫn có thể được lựa chọn. Chức danh Chủ tịch Quốc hội có quy định như sau là hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành, chất lượng, hiệu quả các phiên họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiểu biết sâu sắc về pháp luật thì mấy ông công an kể trên, nhưng năng lực điều hành các phiên họp Quốc hội thì chắc chỉ có người đã từng làm Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Quốc hội mà thôi. Vậy nếu bà Ngân nghỉ thì còn có bà Phóng có thể là ứng viên hay không? Nhưng hai bà này lại bằng tuổi nhau, sinh năm 1954, nên sẽ nghỉ chung cùng với ông Lịch và ông Phúc, câu hỏi cũng được đặt ra. Hóa ra chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội lại có nhiều ẩn số hơn cả, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Hai vị trí này, theo tác giả, là sẽ phụ thuộc vào các yếu tố bất thành văn như vùng miền, giới tính, dân tộc. Ví dụ nếu ông Vượng, người Bắc có lý luận làm Tổng Bí thư, ông Huệ, miền Trung làm Thủ tướng, thì ông Trương Hòa Bình hoặc Nguyễn Thiện Nhân, tức là dân miền Nam, dễ làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Và Chủ tịch Quốc hội dễ là một nữ hoặc người dân tộc thiểu số. Yếu tố bất thành văn nữa cũng cần xét đến là yếu tố quan hệ với ông Trọng. Thì ông Vượng và ông Huệ có cửa sáng hơn những người còn lại. Yếu tố thủ tướng là dân miền Nam có lẽ sẽ bị bỏ qua do không kiếm được người đủ phẩm chất và quan hệ. Nhà bình luận Dương Quốc Chính đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 với bản tin Phải chăng Tổng Bí thư Trần Quốc Vượng? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de